Reactivar, động từ là kích hoạt lại. Reactivar, động từ này xuất phát từ cái động từ là activar, tức là kích hoạt. Activar. La iniciativa, sáng kiến. La iniciativa, động từ nguyên mẫu. Descontar, tức là giảm giá. Descontar. Mình có cụm từ las tarifas descontadas, có nghĩa là mức chiết khấu. La tarifa là cái tỷ lệ. Descontar tức là giảm giá. Cái những cái tỷ lệ mà được giảm giá. Cái tính từ descontadas này nó bổ nghĩa cho giống cái số nhiều las tarifas. Nó là một cái participio được sử dụng giống như là một cái tính từ ha. Descontar nguyên mẫu là giảm giá. Thì bỏ AR thêm ADO ADA vô để trở thành cái thoại thể thụ động. Và cũng đồng thời là một cái tính từ. Mức chiết khấu nó là las tarifas descontadas. Mình có cái chữ en incentivo. En incentivo có nghĩa là cái khuyến khích, cái sự khuyến khích, cái sự ưu đãi. Thì mình có cái cụm từ tương ứng là los incentivos especiales. Có nghĩa là những cái ưu đãi đặc biệt. Los incentivos especiales. Especial là tính từ là đặc biệt ha. Nó bổ nghĩa cho giống được số nhiều thêm đuôi ES vô. Los incentivos especiales. Mình có cái tính từ là trágico, trágica, tức là thuộc về thảm kịch, bi thảm. Tính từ thuộc về thảm kịch, bi thảm. Trágico, trágica.